Chào các bạn, à, hôm nay kho Nhật Bùi Huy tiếp nhận được một cái đơn hàng lắp máy lọc nước Livelac K8 cho khách hàng là anh Tùng ở Thái Bình. Đây có thể nói là một cái đơn máy lọc nước mà lớn nhất từ trước đến nay tại kho Nhật Bùi Huy các bạn ạ. Một đơn lớn nhất là lắp 5 máy lọc nước K8 cho một khách hàng. Thực chất thì một mình anh Tùng này đứng ra mua giúp thôi, chỉ còn lắp là lắp cho nhà 5 anh em nghĩa là anh Tùng nhà anh Tùng là có 5 anh em đó, chính xác là bốn anh em và một người hàng xóm có một anh em và tổng là 5 máy lọc nước K8 và đây là đơn hàng mà lắp máy nước K8 lớn nhất tại kho nhập Bùi Huy từ trước đến nay thường thường thì lắp đơn hai máy ba máy thì đã có rồi còn lắp đơn lên đến 5 máy một lúc như thế này thì là đơn lớn nhất các bạn ạ K8 là một mẫu cao cấp nhất của dòng Livelac Livelac thì nó có hai bản chính là bản SD501 và bản K8. Bản K8 này thì nó sẽ có thêm cái chế độ tự đảo chiều để vệ sinh bản cực. Đó, thì nó cũng rất là tiện. Thì chúng ta cũng đỡ phải vệ sinh. Cái thứ hai nữa là nó có 8 tấm cực. Đấy, K8, 8 tấm cực. Một đơn hàng mà lớn nhất từ trước đến nay. Lắp K8, 5 máy cho một khách hàng. Thực sự là rất là lộc lá đầu tháng các bạn ạ cái lộc lá đầu tiên là có khách cái đã đúng không ạ lợi nhuận bao nhiêu chúng ta chưa tính đến và có một điều nữa là cái máy lọc nước K8 này không nhật bùi bán bao giá toàn quốc luôn thì các bạn hoàn toàn yên tâm đấy, bao giá toàn quốc có nhiều khi khách lại còn thắc mắc của em ơi sao bạn em bán rẻ thế hay là hàng giả hàng nhái à đấy thực chất là bán hàng rất khó để làm hài lòng tất cả khách hàng khi bán đắt thì mình sẽ mang tính chất là tiếng là bán đắt khi mình bán rẻ để mình lấy khách thì nhiều khi khách lại không an tâm thế nhưng mà kho nhật bùi huy thì hình thành bán hàng đã được đến năm nay là năm thứ 10 rồi đấy nếu nói thì có thể khách hàng không tin thế nhưng mà các bạn cứ lên kênh youtube bùi huy kho nhật các bạn kéo xuống dưới cùng mấy trăm clip rồi các bạn kéo xuống clip cuối cùng các bạn sẽ thấy là cách đây đâu đấy khoảng tầm năm bảy năm rồi đấy là những cái mà không thể nào mà mà làm làm dối được đúng không ạ nó có lịch sử đấy rồi đó thì ngày hôm nay là sẽ lắp con đơn K8 này là 5 máy và mẫu máy K8 này hiện tại bây giờ thời điểm này không nhật Bùi Huy đang bán ra với giá là 32 triệu các bạn nhé. 32 triệu và tất nhiên là giá sẽ lên xuống tùy vào thời điểm theo cái chính sách của hãng. Đấy, vì cái này là mình phân phối làm việc của chính hãng mà. Đấy, còn có rất nhiều khách thắc mắc của em ơi tại sao mà trước cái mẫu máy này nó đắt như thế mà sao bây giờ nó lại rẻ như vậy. Thì tôi sẽ có một cái clip riêng để tôi nói về cái vấn đề này chia sẻ đến cho các bạn. Lý do tại sao người xưa nó đắt bây giờ nó lại rẻ. Thực chất thì bây giờ nó cũng chưa rẻ đâu Các bạn xem một số đơn vị bán vẫn 5-60 triệu Đúng không ạ? Nó có lý do Và clip sau tôi sẽ chia sẻ lý do Để chúng ta có thể thêm những cái góc nhìn Để chúng ta yên tâm để chúng ta sử dụng các bạn nhé Trong cái đơn 5 máy này đó, Thì sẽ có hai máy Là phải lắp thêm cái lõi Ankalai Có thể các bạn chưa biết Nhưng mà cái lõi Ankalai nhập khẩu từ Hàn Quốc này Đấy Là lõi chính hãng Và tác dụng của lõi Ankalai này là gì và khi nào chúng ta phải lắp cái lõi line này thì cái lõi line này là cái lõi mà để lưng kiềm nâng độ pH lên đấy đấy và khi nào chúng ta phải lắp thì với trong các cái trường hợp mà nhà chúng ta dùng cái nước máy có chứa axit hoặc nước mưa có chứa axit thì chúng ta sẽ phải dùng lõi line này để chúng ta lưng kiềm lên đấy, tại vì nếu như mà nước có chứa axit ít khoáng thì nó sẽ không đủ thành phần để nó điện phân nước khi đi qua máy nào nước tạo kiềm chính vì vậy nên là trong đơn hàng này sẽ có hai nhà cần dùng cái loại thiên loại alcali này còn với cái nước máy của chúng ta ở uh, khắp các cái khu vực thì đều đủ điều kiện để dùng cho cái máy kiềm này có một cái là chúng ta sẽ dùng qua ba cốc lọc thô đấy chúng ta sẽ dùng qua ba cốc lọc thô để lọc bớt những cái tạp chất bao gồm một kim loại nặng các cái bẩn lọc chặn đấy các bạn ạ. đấy để khi chúng ta đi vào trong máy thì cái loại lọc nalo của máy này nó sẽ phải làm việc ít hơn và tuổi thọ của nó cũng sẽ bền hơn chúng ta có thể dùng được lâu hơn đây là muối để cho vào bổ sung muối lấy mức kiềm cao cái muối này thì tôi sẽ tặng cho mỗi nhà một cân cái này thì tặng cho khách thích thôi chứ còn nó cũng rẻ lắm các bạn này sau các bạn có thể tự lên mua được cái muối này nhé tất cả các vật tư tiêu hao của dòng máy nấu tạo kiềm các bạn đều có thể mua một cách dễ dàng và rẻ lắm không đắt đâu các bạn ạ cân muối này mấy chục nghìn này, chúng ta dùng được vài tháng đó, một đơn tổng là 5 máy các bạn ạ. đó, và bây giờ kho nhật bùi huy sẽ tiến hành đi uh, thái bình để lắp cái đơn này đó, nếu như các bạn đang có nhu cầu muốn mua máy lọc nước tạo kiềm các bạn hãy liên hệ với tôi tôi sẽ tư vấn cho các bạn đúng theo cái nhu cầu sử dụng cũng như là nhu cầu về tài chính để chúng ta có thể sử dụng được những cái máy chất lượng phù hợp với lại nhu cầu của chúng ta nhé các bạn nhé đó cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong clip lần sau